Bụi ơi, xe nào đẹp con? Xe đạp bán kem á hả? Lại mua kem ăn đi. Đi lại coi xe đạp rồi mua kem ăn luôn nha. Mua một cây cho cậu ba ăn thôi. Bụi khỏi nha. Thiệt, mẹ mới mua cho cậu, mua cho cậu ba ăn cây thôi. Phải bán kem không? Phải từ từ để coi phải xe đạp không bán kem không? Từ từ qua bập bên chơi nha. Ở xe đạp phòng dễ thương quá mũi ha. Nước, uống nước, uống nước à? Hả? Đâu? Có kem không? Kem hay là? Kem chuối. Có kem chuối à? Dạ, kem chuối với sữa chua, sinh tố. Sinh tố hả? Dạ, cũng ngon lắm. Rồi lấy sinh tố thử đây, lấy sinh tố nha mũi. Sinh tố. Dạ. Đây, sinh tố đậu xanh, lấy hai bịch đi. Rồi nè con cầm đi, cho cậu ba ăn bịch đi. Sinh tố. Lấy ba bịch đi. Rồi. Nè mối mối, nè cầm cái. Cầm giùm ơi. Rồi. À, sinh tố đậu xanh, sinh tố đậu xanh. Ăn thử đi, mà ăn thử coi ngon không? Ngon hả? Coi chuyện dính áo nha. Ăn cẩn thận á. Cậu ba ăn thử rồi cậu ba. Rồi mời các bạn ăn sinh tố đậu xanh với bạn muội nha. Ngon ha. Giống y như vị sinh tố ngày xưa vậy. Ủa để cái bịch đó coi vẫn rớt nha mọi. Ăn nhanh lên rồi đi chơi tiếp. Ngon không? Nhìn gì á? Nhìn đọc chữ gì á? Chữ hả? Đó. Chú ngon. Bán à. Ngon hả cậu ba? Ngon. Ngon. Mụi thấy cái xe màu hồng là mụi phái rồi. Thấy gì bán mà đi xe đạp màu hồng là mụi phái rồi, mụi phái rồi. Chú đi luôn rồi mụi. Có kem chuối nữa cậu ba. Ừ, kem chuối da ua nè. Đi đi. Vừa ăn ngọt. Vừa ăn ngon nè. Chứ không có ngọt quá ha. Mỗi bập bên với cái bịch bánh chứ nghi cái bịch bánh nó đổ hết quá mũi. Bạn ngồi lấy lên kìa bạn, tới bạn ngồi là nó đổ á. Ăn xong rồi hắn chơi con. À, mũi ăn chưa xong nữa hả mũi? Ăn nhanh lên đi để nó tan hết. Ăn nhanh để nó tan chảy hết. Hả? Giờ con ăn nữa không? Mình mua bên chi linh chuối cho con. Ăn đi, ăn xong đây rồi mẹ mua bên chi linh chuối cho con. Kem chuối, kem chuối là nó cũng trong bịch như vậy luôn nè, biết không? Chứ không phải kem cây đâu, biết không? Mẹ giờ về lại mẹ mua kem chuối hả? Đó để tự muội đi mua, mẹ muốn muội tự đi mua biết không? Ăn đi, ăn xong rồi đi mua. Mọi ơi cậu ba đây nè, cậu ba đây nè. Nói đi, cậu ba cho muội 5.000, muội mua kem chuối muội ăn kìa. Kem chuối muội nói xong, sao không mua Benjamin kem chuối cho muội? Đúng rồi. Xin đi muội, muội hát đi. Có đâm tâm đồng cho kỹ vậy, có quá này kia vậy. Đâm tâm đồng mà. Hả, tầm 10.000 cũng được. Rồi muội đi mua đi, chạy lại mua đi. Một cây kem chuối. Ừ. Không phải ăn ở đây, mày cầm tới cho. Ăn hết rồi mà dục cho đẹp. Đây mẹ vứt rác cho, con tự đi mua đi.
Con đi vứt rác hả? À, con vứt rác hả? Con lịch sự chứ dạ. Con vứt rác xong rồi con mới mua phải không? Đi. Đi vứt đi, nhanh lên. Đi nhanh lên đi, để cái chú xe hồng đi mất tiêu à. Nè. Rồi tả tiền con đi mua bánh chi lên kem chuối con ăn đi. Đâu để mọi đi kiếm cái chú à. Xe hồng mọi ăn kem chuối nữa nha các bạn. Mọi thấy ăn xinh tốn ngon quá. Mua một cây thôi nha con. Mua khoái cái xe đạp hồng, mọi lại mọi mua kem hoài luôn các bạn. Hết tiền rồi, để chú hết tiền rồi rồi về. Rồi đi. Về tả cậu ba 5.000 nha, mỗi sinh có 5.000 mỗi. Có 5.000 nên cô cho luôn nè. Thôi, con xin cậu ba 5.000, giờ con về con trả cậu ba 5.000 đi. Dừng xe. Cậu ba. Mỗi xin cậu ba 5.000, giờ mỗi mua hết 5.000, giờ mỗi trả lại 5.000 cho con. Mỗi xin 5.000 để mua bánh, mua kem nè. Coi chừng rớt nha con, cầm hồi coi chừng rớt nha. Mở ra ăn đi. Không có đẩy lên nè, mở ra ăn thôi. Người ta cắt sẵn cho mình rồi đó. Gỡ ra cẩn thận cậu ba để nó dính đó. Cầm cái này nè. Ờ, cầm cái bao á, đúng rồi. Dính áo nha. Sao sao cho cậu ba thử miếng, ý là cậu ba hỏi ngon không, cho cậu ba cắn cái cậu biết. Tôi biết hương vị đồng quê. Ăn thử cậu ba. Nhà mình có chuối nhóc không? Cậu ba ăn đi, cậu ba làm. Ngọt lắm cậu ba không ăn. Cho mẹ thử miếng coi. Đúng không? Dữ không? Ừ. Nhà này làm được nè. Béo thơm ngon mà ít ngọt. Ăn cậu ba. Không thèm ăn luôn. Cậu ba không thèm ăn. Mội ơi mội, hồi nãy mội nói công viên này sao không thấy bán gì hết trơn. Cái đầu tiên mội phát hiện được cái xe màu hồng bán kem, bán sinh tố. Giờ thấy có cà phê chiên nè, rồi có nước ướp lạnh nữa kìa. Quá trời luôn hả mội. Mội chạy mội chơi nữa à. Mội qua đây mội ngồi vòng quay mội ăn kem chuối nha mội. Vòng quay chỗ ngay bằng ông sao à, chuối á, miếng chuối á, cái chuối á, cái chuối cái người ta ép ra ha, cái người ta lấy nước cốt dừa ha, người ta khuấy cái người ta chế vô ha, khuấy đều xong rồi cái người ta bỏ đậu phộng lên nữa ha, xong rồi bắt đầu người ta bỏ xíu đường vô ha, vô nước cốt á, cái xong cái người ta gói lại trong cái túi này ha, cái người ta bỏ vô ngăn đá ha. Hả? Mà biết là cha mẹ không làm cho con làm. Thôi con ăn lần có 1 cây rồi mẹ làm mất công. Rồi mẹ nói tiếp đi. Rồi xong á bỏ vô ngăn đá rồi tới đông lại cứng lại vậy là lấy ra ăn thôi, thưởng thức thôi. Vừa béo vừa ngọt, vừa có mùi chuối đúng không? Mọi nhìn gì dữ mọi. Ăn nhanh lên nè, ăn kem chuối nhanh lên đi về. Đà Bằng Ông Bánh Xe 10.000, 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
đi, đưa đi. Cười nữa. Cười, thấy mấy anh nó chạy mắc cười quá hả? Bất ổn hả? Chạy bất ổn quá. Đi qua kiếm cậu ba về luôn mọi ơi. Cậu ba kêu mỗi về kìa mỗi ơi. Vậy thôi ăn lẻ lên rồi về nè.